Ây dù, tổ to rồi nhờ. Ok nhá, cảm ơn nhá. Ăn mùng 8 tháng 3 được rồi đấy. À, mùng 8 tháng 3 à. Bây giờ là mùng 3 tháng 8. Tháng 3 nhưng mà một Tết Tây nữa ăn. Bây giờ mình mua mấy con nhãi này, con chẽo này để về xào với rau mùi tàu anh em ạ. Nhưng mà cái này là ếch nuôi thôi chứ. Nhà nuôi đúng không? Cô này bảo nuôi đấy, cô này đồng. Ồ, cái này là cái sâu tre anh em. Đó là tít tuần trong. Cú là cú đẹp cú tốt đấy. Đâu? Đây. Cú đá. Cú đẹp cú tốt đấy. Cú đẹp cú tốt đấy. Đây, cái túi này bao tiền? 30.000. 30.000 à? Ừ. Ok, mua luôn. Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Soa TV. Hiện tại thì Hải đang có mặt tại chợ phiên Patan. Đây, có cái gì bán đây? Cái lá này lá gì đây nhỉ? Lá thơm. Hả? Lá thơm. Lá thơm nào à? À, các chị là người giao à? Phải, đang ở dưới tổ Hà Nhì ấy. À, người Hà Nhì à? À, người Hà Nhì Hoa. À. À, xin chào. Đây, ngay ở phía cổng chợ bà con là cũng bà con họp ở ven đường ớt. À, hóa ra là đây là mình là người Hà Nhì à? À, cứ tưởng là quần áo người Dao không phải. À, mình vào chợ đã nhá. Tí ra. Ở đây ủi, đây có nhiều măng này. Cái này là măng nứa hay măng gì đây? Măng khô, măng nứa. À, măng nứa à? À, măng nứa khô à. À. Đây các bạn ạ, măng nứa khô này, rất nhiều luôn. À. Ngon, nhờ cái loại này. Còn đây là măng tươi đúng không? Bên này có một cái cửa hàng bán vitamin Go Go à. Vâng. Hello. Ôi, cái này là nấm á? Nấm nấm đùi gà. Đây có chị người giấy đang bán gà. Ủa, cái này bán như nào ấy chị? Gà ngon nhỉ? Chưa mày đã hả về? Cái tung cá mày đã hả về? Cái này là ếch nuôi đây nhỉ? Còn đây là lươn. Đây là khoai này. Vâng. Bên này là bán các loại ngon, mình rất thích cái kiểu ngọn đu đủ này xào với quả cà dại này. Đây là rau sớn. Ba con loại này ngon lắm này. Đây là người Hà Nhì các bạn nhé. Người Hà Nhì Hoa. Ui đây nhiều măng nhờ. Đấy toàn măng nứa đẹp luôn. Bây giờ đang vụ hả chị? Có phải đang vụ măng nứa không? Cuối mùa. À cuối mùa rồi à? À. À các chị em người Hà Nhì. Phía bên này là ong này bán như nào đây em? Hai người đẹp. Hả? 30.000 một lạng à? À 300.000 một cân à? Đây, ong mọi người đã chia theo từng cái em gói một rồi. Này thì rất dễ, rất cho mọi người mua luôn. Dạ có không? Vâng. Thế còn em ơi, nếu mà anh mua theo tổ này thì như thế nào? Sát thì 20.000 một lạng. À 20.000 một lạng, còn cái này là 30.000 một lạng. Ờ, thôi rồi em cứ nhặt đi, xong rồi tí anh quay ra anh mua nhá. Ừ. Thế cái này nếu mà một cây gói như này thì khoảng mấy lạng em? Không biết đâu ạ. Em cân lên à? Hay sao đấy là thuốc sao? Ờ em cân lên đi. Thế con già già này có ăn không? Con già có ăn mà, ăn được mà. Ăn được không? Vâng. Thế ăn có sợ nó đốt vào mồm không? Là gì đốt chứ, cái đâu đâu này sao đốt được. À thế à? Cái này chị ơi. Ba quả mười. Lấy à? Lấy cho anh hai cái túi này đi. Túi này. Ừ. Đây, cái túi này.
Lấy luôn đi. Ờ, cuốn cuốn luôn vào túi ni lông thôi nhá. Cho vào đây nhỉ. Ờ. Thôi, cẩn thận nó nát rồi. Đấy, hai túi luôn. Đúng rồi. Cái này là tự đi đốt à? À. Bốn lạng. Bốn lạng là 432, 120 nghìn đúng không? Anh gửi tiền xong rồi cho anh để nhờ đây nhá, tí anh lấy nhá. Ok. Này mình tranh thủ phải mua không là tí ấy. Đây là tất cả các em là người Hà Nhì hết à? À. Ở đây có cả nấm ngọc cẩu đúng không? Đây là nấm ngọc cẩu nhỉ? À, này. Bài này là người ngủ củ thức này. Thế cái cà này là cái này bán như nào? 5.000 một túi này á? Thế lấy hết cho anh 5.000 đi. Cái này, ủa một túi cà to này mới 5.000 anh em ạ. Mua tí mang về xào ăn. Đây lấy cái này nữa. Cái rau dớn này của ai? Em nhỉ. 5.000 à? Thế cho mình một bó nhá. Ờ. Đây cho vào đấy luôn, cho vào cái tí anh ra anh lấy nhá. Ai, bên này nhiều ong này á. Ôi dồi. Đây vẫn còn này. Cái tổ này bán như nào đấy? Cái bộ này là nó một lạng là 20.000 đấy. Một cân là 200.000. Thế bây giờ ông cân thử xem cái tổ này là mấy lạng? Cái tổ này là nó mình có chưa cân này. Khoảng bao nhiêu cân? Một cân này không biết. Thế bán tù mù bao tiền? Tù mù là nó bán là... Hả? Cứ lấy mà phải biết chứ. Ờ, ông thử cân lên xem nào. Ôi dồi, tổ to nhờ. Nhưng mà nó có cả cành cây ở trong không ạ? Cây thì mình phải chặt đi chứ. Tí phải trừ đi nhá. Cái cây là phải là mình trừ đi chứ. Ờ, trừ đi. Đâu, thế ông cân kia. Cắt đi có lấy không? Không, tôi muốn để cả cành cây luôn. Nên là phải cứ cân lên xong trừ cái cành cây đi. Ờ. Cân ong này phải bằng cân tạ này. Rồi. Rồi, bà tính 3 cân à? Ừ. 500.000. Ừ. Ha. À, 1 cân chứ, trừ đi 1 cân là... Cái đấy, cái này, cái cây này nó to với lại chốt lại cái tổ này 500.000 ok không? Ok nhá. Mình chơi luôn cái tổ này luôn các bạn ạ. Sau đó tít mang về để ăn dần. Ok nhá, cảm ơn nhá. Ăn mùng 8 tháng 3 được rồi đấy. À, mùng 8 tháng 3 à? Bây giờ là mùng 3 tháng 8. Tháng 3 nhưng mà một Tết Tây các bạn ạ. Thế mua cái này thì khuyến mại cho mình cái này chứ nhỉ? Ờ, cho mình một cái này chứ nhỉ? Cái này thì phải nó bán riêng đấy. Ờ, nó bán riêng thì nữa. Thế cho cái này. Ờ, thế thì được. Thế cái này nhá. Chưa, cái này không được rồi. Cái này à, cái này thì không được. Cho cái này thôi rồi. Thế lấy cái này được không? Cái này không được. Chỉ 30.000 một lạng rồi đấy. Đây là hai vợ chồng à? Cái này là của người yêu à, mẹ à? Thông gia. Thông gia à? À, hai ông thông gia á? Ông bà thông gia ngồi gần nhau này nguy hiểm đấy nhỉ? nguy hiểm đấy. Sự ban ngày thì cũng sợ đó, sự ban đêm thôi. À, sự ban đêm rồi à? Cái chỗ này đi nè, anh mua nhiều. Hả? Thế cái tù mù chỗ này là cho mình rồi đúng không? Ờ, à, còn thế còn chỗ này thì bao tiền? Cái này là chỉ 30.000 đấy, một lạng đấy. Ờ. Thế đấy là lấy biểu là cái gì đó, cho 100 nghìn chút đấy. Có là cả hai đống cho 100. Chỗ này 50.000 được không?
Ok nhá. Rồi, thế ông đổ cái này vào đây cho tôi. Đấy. Anh em thì bán rẻ với nhau. Rồi, anh em mình bán rẻ với nhau, tự đi lấy rồi lo cái gì mà. Bây giờ ngày xưa cái này bán ở Trung Quốc thì nó mới đắt đúng không? Bây giờ Trung Quốc nó có mua đâu. Bây giờ Việt Nam mua rồi. Đây, cảm ơn. Thế cái này cái gì đây? Hạt gì đây? Hạt gì? Hạt giềng á? Mang về làm gì? Bán. Nhưng mà bán làm gì mới được chứ? Trồng à hay là? Mổ chó mình làm ruồng ấy. À, mổ chó mình làm rồi ấy. Ớt mua á? Ớt mua. Không. Ớt mua. Đây là cái hay mà cái tuyệt vời khi mà đi trải nghiệm những cái chợ phiên ở vùng cao như này. Còn bên này là cái gì đây? À, thế cái con này để làm gì đây? Con nhái à? Ăn kiểu gì? Con này xào với cái gì ăn? Bao nhiêu tiền một con này? 10.000 một lọ này à? Thế mua hết thì 5.000 một lọ được không? Mua hết được cho một lọ. Thế nhái này nó xào cái gì thì ngon? Dễ mới xào ngon. Hả? Nhưng mà phải nấu kiểu gì chứ mình không biết nấu kiểu gì đâu. Đây, gừng này, su su này, các loại. Ok, lander thì mình không biết nấu cái món này ấy, anh em ạ. Nhái này thì xào đó nhờ. À, bên này có nhái tiếp này. Cũng nhiều đây mà. Chào chị nhá. Nhái là bao tiền một lọ này? Cái này á? 10.000 à? Tí nữa ra mua. Bây giờ không còn cái tay nào nữa. Đang cầm máy. Rau này là rau bò khai đúng không? Nó này ăn đắng đắng rồi nuốt đến cổ họng nó ngọt. Vâng, chào chị nhá. Vâng. Bị khẩu trang kín thế mà mày. À, chào cảm ơn ạ. Rất là vui khi mà mọi người lại quan tâm đến kênh YouTube của mình như thế. Đây là khu vực bán thịt. Ủa, con lợn này to thế nhỉ chị nhỉ? 180 cân cơ ạ? Ồ. Cái này là cái mẹt, nhìn có vẻ chắc chắn nhỉ? Cái mẹt. Phải cái mẹt không? Cái đấy bao tiền trước ạ? Lấy rẻ như anh em thôi mà, lấy rẻ như anh em mà. 80 thôi à? Lấy rẻ như anh em. Rẻ thật. Nhưng mà mình không biết mua cái đấy để làm gì nữa luôn đấy. À đây, đây là cá sông ấy đúng không? Cá này là cá pa gì đây nhỉ? Pa khính đây đúng không? Ồ, nhiều pa khính chưa? Này. Pa khính này bán như nào đây? 60.000 cân à? Thế còn cá này? Cá này cá nheo là 70. Cá nheo cái này 70. Thế này phải cá sông không? Cá sông mà. Tất cả đây là toàn đội quân cá sông hết à? Vâng. À, pa khính này. Được đấy nhỉ? Cái này à, đây là em pa khính, em cầm nhờ một chút nhá. Cái này thì mọi người đánh bắt lên sớm là chết. Cá măng này, măng là loại bé. Hiện tại thì mình đang đứng ở Phú Hòa, cổng trung tâm chợ. Cái này bán gì đây? Con hến à? À, cái này bán nấu canh cô nhỉ? Rồi, chào cảm ơn. Để mình tiếp tục đi một vòng ở phía ngoài này, sau đó thì sẽ đi vào phía trong. 100.000 bốn áo chỉ có 100.000. Cái đấy là hạt bí. Giá trị nhất là quả bưởi rồi. Bao tiền? 10.000 á. Ok, này. Đây mổ hộ chị luôn.
Ngon không? Đấy, một người cho luôn cả túi ni lông nhá. Ấy. Chị ơi. Đấy. Đi chợ nó vui thế các bạn ạ. Vui quá các bạn ạ, mình nè. Vừa mới tìm được một đống ngọn nè. Hoa đu đủ. Cái này mua về để sao uống. Uống cái giờ hỏi giảm cân ổn lắm. Đây có lẽ là lần đầu tiên mình đi cái chợ phiên của người Hà Nhì này. Mình cảm thấy rất là thích luôn. Ở đây mọi người bán hàng vừa rẻ lại thân thiện nữa. Ở nhà còn nhiều không? Nhà còn có 10 cơ. Anh này không à? Anh này không à? Đúng rồi. Mang nốt ra đây cho anh. Em ơi, chạy về nhà mang hết ra đây cho anh. Đi lấy. À phải đi lấy à? Ôi giời. Mai mới kín đệ. Đi lấy thì các anh ông này đã đợi đằng sau rồi. Đây mà cuối chợ này này. Đây gì? À. Đây là bao nhiêu cân? Cầm cái này cho anh. Cầm cho anh cái hoa đu đủ. Cái đấy bao nhiêu cân đấy để anh cả? À em mới đi đá bóng ở đội Than Quảng Ninh về. Bao nhiêu cân? 9 cân à? Ok. Được, cứ để đây tí gửi tiền nhá. Để đấy. Đây gửi luôn quả bưởi đấy, tí ra giả tiền. Thế còn trong này là có cái gì đây nữa? Có cái gì? Mai á? À? Mai không rồi. Đây là phía trong này là. Hả? Ờ à, được, để xem đã. Cái này. Củ này củ gì cưng à? Các loại rau này. Bên này là nấm này. Đúng không? Cái này nấm này, ngon phết này. Thế cái này là rau gì đây chị? Hả? À, cái này là hoa sắn à? Hoa sắn này là món gì? Hả? Ăn kiểu gì? Xào ăn à? À. Mình không ngờ luôn đi các bạn ạ. Mình quê ở Phú Thọ mình chỉ ăn rau sắn này. Đây là cái loại rau sắn nhá. Đây. Nhưng mà mình chưa bao giờ thấy hoa sắn này. Cái hoa sắn này ăn được à? Ăn được chưa? Luộc lên. Xong rồi bóp. Hả? Ngon lắm. Luộc lên nó bóp ra xào ăn à? Ừ, xào ăn đấy. À. Mà. Đi. Sao kèm với hoa đu đủ á? À? À. À cả lá đu đủ à? À. À. À thế à? 10.000 một lọ à? À ở đây là bán theo lọ các bạn ạ. Thế đây là có mấy lọ đây? 4 lọ. Mua mấy cái lọ giấy này về lát đây. Đi về nấu ăn. Đây cho mình cái túi này. Ờ à, lấy hết luôn. Sau khi lượn lờ một vòng ở ngoài. Ừ, con này tôm gì đấy à bác? À tôm sông ạ. To phết nhỉ. Tôm này là bán như nào đấy ạ? À? Bao nhiêu ạ? 20.000 một lạng. 20.000 một lạng. À, tôm này, thế còn tôm này? Tôm này thì 10.000 một lạng. À, tôm này 10.000 một lạng. À, tôm này 20.000 một lạng. Chỗ này được mấy lạng ạ? 2 lạng. 2 lạng à? Rồi, bác cân lên chỗ này cho em đi. Tôm to đấy. Tôm sông thì ngon lắm à. Về kẹp à, xong rồi nướng than hoa các bạn ạ. Hai lạng rồi, 40.000 đúng không? Em ơi nhặt cho anh mấy con pa khính kia đi. Ba con. Rồi. Bao nhiêu?
Bao tiền em? Em trả luôn cho ông này 40.000 cho anh ấy. Em đi đổi đấy nhá, cái đi đổi tiền đấy. Đây cho cái tôm đấy vào đây. Cứ gửi nhờ đây một tí, đi quay lại lấy. Giờ mình tiếp tục đi vào khu vực phía phía trong này. Xem ở phía trong chợ có cái gì. Cái này là bánh gì đấy ạ? Xôi à? Cái này bánh nếp. À, bánh nếp xôi. À, khu vực ở phía trong này là bán đồ quần áo này. À. Đây là bán này. Trứng vịt lộn. Mình sẽ đảo đảo một vòng trước, sau đó thì lát sẽ ra xem có cái gì để ăn được không. À, khu vực ẩm thực ở đây. Ở đây toàn bán trứng vịt lộn thế hả anh? Toàn trứng nhỉ? À, trứng nhỉ? Trứng rồi, trứng vịt lộn. Ở đây không có phở à chị nhỉ? Không có quán nào bán phở à? À, ở ven đường nè. À, đây ạ. Lượn lờ một vòng tìm cái chỗ ăn phở sáng nhưng mà chưa có. Đại đa số ở đây là mọi người kiểu không giống như bên mình ấy. Giờ mình sẽ đi kiếm tiếp xem có gì đặc biệt. Bánh trưng đen này là bán như nào đây em? Đây này. Cái này là 5.000 một cái. À, cái này 5.000 một cái à? Thế cho mình hai cái đi, tí mình đi ăn sáng nhỉ, ba cái đi. Cái nào nướng nó giòn giòn rồi nhé. Ba cái 15.000 đúng không? Đây, hai cái 10.000 anh lấy cái này. Đây, ba cái. Ba cái 15.000. Thế em bỏ lấy ba cái mà. Em có người yêu chưa mà tay ngang ngang đấy. À thế à. Đứng nó nóng lên. Ờ ok. Này bánh bao này ngon nhỉ. Bánh bao là nhân gì đây? Bánh bao này màu nhân đỗ, đỗ xanh. À nhân đỗ. Nhân mặn. À nhân đỗ nhân mặn đúng không? Vâng vâng. Đằng này còn cả ếch ộp à. À, đây là ếch nữa này. Ấy. Nhưng mà cái này là ếch nuôi đó chứ. Nhà. Làm gì mà ếch đồng? Nuôi đúng không? Cô này bảo nuôi đấy, cô này bảo đồng. Ếch này bán bao tiền cân hả chị? Hả? 1.2 à? À. Bên này bảo ếch lưỡi. Rất là hay luôn. Trên này mọi người thật thà lắm mà. Không bán cho bao tiền một bát à? Đó xem xôi có ngon không? Đó xem nào. Xôi ngô. Xôi ngô á? Ờ à, được ngon đấy. Cho mình 10.000 đi. À. Cái này ông à, cái này cô đá có cô ấy. Cô ruộng ấy. Ba. Cô đá hay cô ruộng ấy? Cái này 20.000. Cua đá hay cua ruộng? Cua đá chứ. 20.000 một cân à? Hay 25.000 một túi đây? Túi 20.000 đấy. Con ruộng sao mà to như này? Anh xem nào. Cua đá. Cua đá. À, cua đá về nấu canh từ đêm ạ. À. Ngon đấy. Này. Lấy cho mình. Anh có lấy không? Em lấy à? Anh thường em lấy. Ờ thế không lấy thì. Ờ nếu mà em không lấy. Em không lấy thì anh lấy. Ok. Cô chị lấy ạ, chị mở ra cho em với. Vâng. Để. 20.000 chỗ này đi. Ờ này trả tiền luôn. Đỡ phải xem nhiều chứ bộ của em ơi. 20.000. Tí cho dần nướng. 20.000 này. Cầm đi. 10.000 là bao nhiêu khối? À,
Ai lấy tới 10.000 cái xôi ngô đó đi. À không phải lấy mấy cái đây. Gác gác em mình nhé. Xôi ngô ngon mà. Cân lên đi. Đấy. À, cân đi. Anh em mình thu mua hết măng nhé để Tết ăn. Anh em nào có nhu cầu mua măng nứa thì cứ liên hệ với Hải nhé. Ở đây còn ui ở đây còn nhiều đấy nhỉ? Còn nhiều đấy. Cái tổ này bao tiền đấy? À, không mình mua nguyên cái tổ này cơ. Nguyên cái này này. Hả? Cái này là tù mù bao tiền? Hả? Mấy cân? À, ok. Bao tiền đấy? Hả? Bao tiền một cân? Bao tiền? Cô 30.000 Thế con ong này bao tiền? Ba gần cái này lên cho nặng à? Tính tiền đây bao tiền nào? Ơ? Bán hàng không phải tính tiền à? Còn lại 20.000 đấy cái này. À. Cú nào cú đẹp cú tốt đấy. Đâu? Đây. Cú đá. Cú đẹp cú tốt đấy. Cú đẹp cú tốt đấy. Đây cái túi này bao tiền? 30.000 30.000 à? Ừ. Ok, mua luôn. 30.000 Mua nhiều đi, mua nhiều đi. Này, hôm nay mình như kiểu à. Tất cả 30.000 đúng rồi này. Má bảo của mình là tất cả của mình là 30.000 đấy. Ai à, cảm ơn nhá. Bây giờ mình mua mấy con nhãi này, con trão này để về xào với rau mùi tàu anh em ạ. Cho hết vào đi. Về ăn không ngon là mình không trả tiền đâu nhá. Ăn ngon ngoan em mới trả tiền nhá. Hả? Đâu? Bao nhiêu tiền một cái ống này? Hả? À. Cái ống này 40 à? Ồ cái này là cái sâu tre anh em. Nó ở tít tần trong. Có thể đổ ra xem một tí được không? Hả? Xem là trong nó có nhiều sâu không? Thôi được không phải đổ đâu này. À, họ vào cái đổ cho mình xem. À, mình biết có sâu này rồi. Đây. Ôi giời. Đây là món cũng không được nhiều nhỉ, ít thôi. Mua 10 ống tặng 1 ống á. Ấy đồ. Mấy ông này lại mang thêm ra. Thôi cho mình mua thế thôi. Không nghe lời mấy ông này dụ dỗ nữa. Đó cho cái này vào đây để sao? Cái này sao với cái này đúng không? Ờ. Ờ, thế mua cái này nữa, 5.000 à? Bao tiền mua này? 5.000 ok, mua luôn. Mình mua một ít măng mà bây giờ tất cả bà con là có bao nhiêu măng là mang hết đây rồi. Nhưng mà vấn đề là mình không mang không đủ nhiều tiền mặt như thế. Đâu chỗ này cân hết lên chưa? Cái này 910.000. Thế 910.000 đúng không? Này. Sau khi lượn lờ một vòng quanh chợ thì bây giờ con trứng không chú? Vâng, con. Vâng, cho cháu mấy quả trứng đi. Chỉ có mỗi món gọi là trứng vi lộn thôi anh em ạ. Trứng ở đây là bán bao tiền quả hả chú? 6.000 một quả. 6.000 một quả, ok. Thế cho cháu 3 quả đi. Cháu tự chặt ăn đi. À, mình có nghĩa là mình tự biên tự diễn luôn à? À, rồi, một chí. 2 quả thôi. 2 quả, ăn nhiều vào. Ăn khỏe vào em ơi nhá. À đâu mà tóc bạc phơ này, sinh năm bao nhiêu đây? Chắc là ít tuổi hơn mình chứ. Sinh năm bao nhiêu? Đấy, cùng sinh đấy. Cùng sinh nhưng mà là cùng sinh. À hai đứa cùng sinh đấy. Nhưng sinh năm 1988 à hay 87? 88. 88 à. Hai đứa cùng sinh. Nhưng mà ngày tên là lao động là hai chị em đấy. Hai vợ chồng. Không béo, gai. À, gai à. Hôm nay đi chợ bán cái gì đấy? Chơi thôi, không có gì bán đâu. À, đi chơi thôi gì? À, rồi.
Thế ăn trứng vịt lộn đi nhá. Tí nữa mình mời hết nhá. Cứ ăn thoải mái. Ăn được bao nhiêu quả? Ăn được 30 quả. 15 quả không? Có ăn được. Trên bản này là không có trứng vịt lộn đâu chứ nhỉ? Chỉ ở chợ mới có thôi nhỉ? Người dân mình là không chỉ ấp thì chỉ cho gà nó vịt nó đẻ thôi nhỉ? Đây chú luộc từ mấy giờ đấy? À vừa luộc xong luôn á. Ê, để anh gửi tiền luôn cho anh mời. Chú ơi, để cháu gửi tiền cho không? Anh mời, anh mời, anh mời. Ăn đi, ăn đi. Nhà Hải. Hay lên TV. À, thế à? Cô xem à? Ừ, có phải không? Vâng, có một chút ớt khô nữa. Ê, Thắng ơi, đừng đi đấy. Ớt hạt tiêu và một chút rau răm này. Bây giờ mình khỏe quá này, ăn rau răm cho nó bớt hạ nhiệt. Đúng không hả chú? Ừ, đúng rồi. Rau răm này, chút gừng nữa. Vâng, gừng nữa. Hai tráng xin đi nhá. Thì em lâu lắm mà không ăn trứng vịt lộn. Đây nào về nhà, ôi trời ơi. Buổi sáng này chú bán được nhiều. Bốn gì đó. Cái gì bạn út thoải mái, gì bạn út thoải mái. Lâu lâu ăn trứng vịt lộn ngon lắm. Sáng nay mình còn mua rất nhiều đồ luôn. Này, này. Mình còn mua cả xôi ngô à. À. Đó. Bởi vì mình biết là cái chợ phiên này nó không giống như những cái chợ phiên khác. Nó mua ở bánh trưng đen nhá. Người đấy rồi. Đặc biệt là con lấy nữa. Con người đấy rồi. Cái chợ phiên ở trên Tây Bắc này thì họ không có nhiều chân lợn hay là mặt lợn, nhưng mà những cái món này cũng ngon. Thế hôm nay ra chợ mua hàng rất là thú vị luôn. Chắc là mình do mình tối hết. Bình thường như chợ phiên trên mình tầm này là mình đều ăn chén xong gà đen, lợn đen, gà bản. Anh em mà đi qua thành phố Lai Châu khoảng 50 km hướng về đến Điện Biên nhé, ra chợ phiên Pa Tần. Chợ phiên này họp vào thứ 7 hàng tuần. Đúng không chú nhỉ? Đúng rồi. Ngày mai là chợ gì ấy chú? Mai là chả có chợ đâu, nhưng mà ngày nào cũng 24 trên 24, ngày nào cũng đông người. À. Hôm nay thì thứ bảy. Ngày đông hơn. Thứ bảy ngày chợ. Nhưng mà ngày nào cũng thiệt chợ hết rồi mà. Mai là chợ phiên săn hàng đúng không? Ừ, chợ phiên săn hàng mai. Mai mình sẽ về chợ phiên săn hàng, quay đi về không ạ? Chuyện này chợ này còn thú vị nữa cơ. Nhưng mà nó hết giãn cách xã hội phát là được đi khắp nơi là rất là thích luôn. Mình tiêm 20 vaccine nữa. Nên là giờ giải quyết nốt xôi ngô. Xôi ngô thì bán ngon lắm. Ê tu. Ok, có lẽ sau đây Hải cũng xin phép kết thúc video. Tại đây, chào tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video kế tiếp. Mình thì mua rất nhiều đồ rồi. Sau phần này là mình sẽ đi trải nghiệm đi picnic ở trên sông các bạn ạ. Camping, cắm trại, mình mua rất là nhiều đồ rồi. Mời các bạn đón xem phần 2 nhé. Mình chế biến các món ăn ở trên này. Ok, bye bye các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video kế tiếp nha. Bye bye.